là áo trong nhưng không phải là bra, dành cho những cô nàng thích sự kín đáo. Có bạn nào chật vật trong cái việc mặc áo sơ mi trắng ấy, xong rồi chọn một cái bra màu đúng chuẩn màu da luôn nhưng mà vẫn cứ lộ ra ấy. Do màu trắng của áo sơ mi có nhiều sắc độ khác nhau ấy, cho nên cái việc chọn bra nó cũng đau đầu nữa. Nhưng mà không sao, chỉ cho nè, mấy bạn hay mặc áo sơ mi thì sắm cho mình cái em áo này nha. Thứ nhất, nó vừa là bra, hai cái nylon ở bên trong khá là dày dặn. Thứ hai là cái vải này nè, nó mát với mọi người, thoáng mát, thấm hút mồ hôi. Và khi chúng ta mặc vào ở bên trong cái áo sơ mi nó sẽ không bị lộ cái gì ra hết trơn. Mà em này thoải mái lắm, nó không có nóng được gì cả và cái độ co giãn nó cũng khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn. Nè, khúc này có biến hình nè. Mọi người thấy khi mặc cái áo kia bên trong ấy thì mình mặc áo sơ mi bên ngoài thì nó kín đáo hơn không? Tất nhiên là nó sẽ có hàng cái dây nhưng mà nó không đáng kể, nó vẫn kín đáo hơn so với cái việc mà chúng ta mặc một cái áo bra mà nó bị lộ hết nguyên cái áo bra để thì cực kỳ. Cái điều thứ hai mình thích đó là khi các bạn mặc áo sơ mi thì nó hay bị lộ cái phần này đúng không? Nhưng mà khi mặc áo lá đây bên trong á thì mọi người đừng có lo, bởi vì nó sẽ không có bị lộ, mà nó có lộ ra thì chúng ta chỉ thấy màu trắng thôi chứ không thấy gì hết trơn á. Ngoài ra thì chúng ta có thể mặc nó như cái áo hai dây bình thường và rất là mát mẻ, nhưng mà thật sự kết hợp với áo sơ mi thì nó rất là tuyệt vời luôn. Cái trường hợp thứ hai là khi mà chúng ta mặc váy xong mà cái phần vải phía trước ngực này nè, nó không có ôm sát mà nó cứ bị vẩn vẩn ra, nói chung là rất là dễ thấy khi mà chúng ta cúi xuống hay là ai cao hơn chúng ta nhìn xuống ấy. Bị rơi vô cái trường hợp tệ nhị này chứ cũng kiểu đỏ mặt nữa. Và cái cách mình xử lý vấn đề này là đây, một cái áo ống mọi người ạ, rất là đơn giản thôi. Hoặc là các bạn dùng áo quay này cũng được, cái này cũng được hết trơn á. Nói chung là nó sẽ ôm cái phần ngực của mình lại. Khi mà chúng ta có vô ý mà cúi xuống á thì cũng không có sợ, bởi vì nó đã ôm và che hết những cái phần mà cần che rồi, nó tạo nên một cái sự kín đáo khiến cho mình thoải mái hơn khi diện những cái váy như vậy á. Nên nghĩ là các bạn nữ nên sắm cho mình một vài cái áo ống đủ các loại màu cơ bản á. Để ví dụ cho mọi người một cái áo tiếp theo nha. Mình với lại người yêu mình đã từng cãi nhau rất là nhiều về cái áo này, kiểu nó hở hang quá. Nhưng mà thật sự là mình thấy nó cũng đâu quá hở đâu. Dù cái phần ngực với lại cái phần vải này á, thì nó sẽ thấy hết. Tức là rất là khó để mặc một cái áo ngực, cho nên mình sẽ dùng dán. Nhưng người yêu mình không chịu mọi người à, kêu là trời ơi hở hang quá cái thứ. Và đây là cái cách mà mình xử lý cái vấn đề. Mình có hai cái loại áo ống màu tím với màu hồng, thì mình sẽ lấy màu tím bởi vì nó phù hợp với cái vải này nhất. Ta-da, nhìn thì có vẻ là không khác gì mấy nhưng mà thật sự là nó kín đáo hơn đó mọi người. Trời ơi, mình cảm thấy thật là xuất sắc khi dùng cái chiêu này luôn á. Tức là mình vẫn mặc được cái váy mà mình yêu thích và vẫn đảm bảo được cái sự kín đáo như người yêu mình mong muốn. Đấy, mọi người thấy công dụng của mấy cái áo ống này nó kinh khủng đến mức nào chưa? Cho nên những bạn nào thích sự kín đáo ấy, thì nên sắm mấy cái em này về. Hy vọng cái tip của mình sẽ giúp được mọi người. Chúc mọi người ngày thật là vui vẻ nha. Bye bye.